em rơi tiền kìa. Đúng rồi. Chị cảm ơn nhá. Cảm ơn không có gì đâu ạ. À mà ở mũ chị có gì kìa? Làm gì có gì đâu nhỉ? Thì chắc em nhầm ạ. Đúng rồi, bay em nhá. Cô ấy làm sao vậy? Tự dưng cô ấy bị ngất. Anh giúp tôi đưa cô ấy lên bệnh viện với. Thế được rồi, đưa cô ấy lên xe đi, nhanh lên. Chị bị làm sao thế ạ? Tôi cũng không biết nữa. Chị đang đi ngoài đường, thấy bị ngất, thì bọn tôi đưa lên bệnh viện. Thế thôi, lên xe em đi, em đang tiện đường tới bệnh viện. Tôi không cần đâu, đi với anh này là được rồi. Thôi, lên xe em đi. Thế này công an bắt đây. Thôi không cần đâu. Thôi trời nắng thế này lên xe em đi chở cho nhanh. Thôi tôi không cần đâu, cô chạy đi. Tiền xuống đường. Khi cô gái đi qua thì anh vờ như là cô ấy rơi tiền và gọi cô ấy lại. Khi cô ta nhặt tờ tiền lên, anh lại bảo trên mũi cô ấy dính gì. Theo như phản xạ, cô ấy sẽ đưa tay lên mũi. Cùng lúc đó, cô ấy sẽ ngửi được thuốc mê mà anh đã bôi từ trước. Đồng bọn của anh lập tức xuất hiện và đóng vai người tốt, chở hai người đến bệnh viện. Tôi yêu cầu để tôi chở cô gái đi bệnh viện bằng xe hơi thì các anh nhất quyết từ chối. Vậy nên tôi chắc chắn hai anh là kẻ buôn người. Tuy nhiên lúc hai anh không để ý, tôi đã báo cảnh sát. Hai chục các anh. Lên đồn mà giải quyết. Sau cô đi đường nhờ chú ý, cẩn thận hơn nhé.